Tiếp tục thông tin liên quan đến việc tìm kiếm hai phi công cùng hai máy bay quân sự có mất tích. Ngày hôm nay thì tàu kiếm ngư của Việt Nam đã đưa ông Nguyễn Phùng là ngư dân chứng kiến thời điểm máy bay Su-22 rơi ra vùng biển nghi vấn để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Trước đó vào sáng ngày 16 tháng 4, ông Nguyễn Phùng 69 tuổi cùng con trai Nguyễn Văn Thống đang câu cá mú ở gần hòn trứng thì thấy hai chiếc máy bay lượn liên tục, thỉnh thoảng có động tác lộn nhào. Theo ông Phùng, sau khi nghe một tiếng động cơ rít lên, một máy bay đã rơi theo hướng thẳng đứng, đuôi tiếp nước trước đầu, tạo ra cột nước rất cao. Chưa kịp định thần thì sau khoảng 2 đến 3 phút, chiếc máy bay thứ hai rơi cách chiếc thứ nhất không xa, khoảng 2 hải lý. Từ thông tin ông Phùng cung cấp, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã được huy động khẩn trương vào cuộc. Đến chiều ngày 19 tháng 4, đặc công nước đã vớt được một số mảnh vỡ như một phần đuôi và khung kính buồng lái của một trong hai chiếc máy bay Su-22. Ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được tăng cường thêm tàu cứu kéo 956 của Lữ đoàn 125 Quân chủng Hải quân. Hiện tàu này đã ra tới hiện trường và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Quân chủng của Không không quân cho biết, trước mắt phải tìm thêm các mảnh vỡ của máy bay, từ đó mới khoanh vùng để lần ra manh mối của hai phi công.